Floss Outlet sale từ 30 đến 75% tất cả hàng hiệu từ bàn, ghế, tủ, đồ điện tử, đồ gia dụng từ nhà bếp đến phòng ngủ, phòng ăn, nhà tắm. Chỉ có tại sale Floss Outlet. Đúng vậy, tất cả mặt hàng sale từ 30 đến 75%, hàng mới về mỗi tuần tha hồ cho quý vị lựa chọn, vừa tiết kiệm được nhiều tiền mà chọn được món quà ý nghĩa để tặng cho bạn bè người thân. Chỉ có tại sale Floss Outlet trên đường Harbour, góc đường Garden Grove. Điện thoại 714-981-6555, 981-6555. Ca sĩ Ý Nhi trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình của Ý Nhi hôm nay trò chuyện với một nữ em gái, nữ ca sĩ, em gái dễ thương, đó là Hồ Xuân Đào. Nói tới chuyện mà đi show của em thì em cũng có than phiền với chị là em đi show rất là nhiều và cũng rất là mệt mỏi tại vì cái giờ giấc của tại vì em không phải là tại vì ngày xưa đó tụi chị đi show thì tụi đi show không thôi, đi ca thôi chứ tụi chị không rồi. Có làm kinh doanh hay là một cái gì hết thì nghĩa là không có mệt mỏi. Còn phần em á thì em vừa có kinh doanh làm ăn rồi em vừa lại đi show thì cái giờ của em nó balance như thế nào? Thật ra thì em chỉ mong sao mà em có được thời gian để em ngủ. Nhưng mà khổ nỗi là ngoài công việc ra cũng là giống như những người ta thương mình thì mình phải quý người ta. Thì nhưng mà em cũng may là em phải nói cảm ơn trời Phật đã thương em, có em sức khỏe để em có thể làm một cái việc là đi lên đi ra làm lái xe xa, rồi sau đó rồi về nhà thì tập trung vô những cái show, rồi kim luôn là nội trợ nữa. Oh my god. Nói chung không biết sao em làm lên ba chóp hả chị. Nhưng mà em chỉ mong sao thời gian cho nó kéo dài hơn một tí xíu nữa. Nhưng mà đúng là kéo dài thì mình mau vàng chút xíu. Bây giờ nó vàng nhanh quá. Nhưng mà cái show xa thì làm sao, tại vì em có ra những cái DVD gì không thì làm sao ngoài tiểu bang người ta lại, khán giả lại biết tới em? Thật ra thì trước khi em qua Mỹ thì em đã ra một cái DVD của cái CD, cái DVD bên chỗ Audio Bến Thành đã phát hành. Thì có thể họ nếu mà nhắc tên bên đối bên Mỹ thì hơi bị xa lạ, nhưng mà cái tên của em họ đánh vô Google thì họ biết là em cũng đã hát những bài gì trong đó. Dạ, và được cái là cũng nhiều mạnh bên là những khán giả đã nhớ em về bên phim ảnh. Đúng rồi, dạ. Đúng rồi. Thì quý vị biết mà ngoài tiểu bang á thì ai cũng muốn đi coi để mà muốn gần gũi với những người minh tinh tài tử nhiều hơn. Vậy em thì bây giờ thì chị biết em cũng ra, như em nói là có ra cái DVD với cái CD bên Việt Nam. Thì cái đầu tay, CD đầu tay của em là những cái bài, đối với em bài hát nào gọi là cái bài là cái bài tủ của em? Thật ra thì mới ra cái DVD đầu tay á thì em chưa có gọi là bài tủ, nhưng mà toàn là những ca khúc mới. Nhưng mà một cái bài đặc biệt đó là nhạc sĩ Đỗ Đình Phúc, cũng là thầy của em, thì đã viết riêng cho em một ca khúc là Tiểu Thư Chung Tình. Mà cũng hay, không biết tại sao vừa em ra cái DVD đầu tay, cứ như có việc em đang, nó đang phơi phới lên, tự nhiên ai cũng biết về cái bài Tiểu Thư Chung Tình của em, và người ta đặt em cái nickname là Tiểu Thư Chung Tình luôn. Cuộc đời lạnh lùng khi anh ra đi thật xa, cô đơn từng đêm ôm trong lòng, từng giọt lệ sầu ngày qua vẫn rơi bên đời em, người đâu hay biết gì, niềm vui qua thật mau để lại đây bao u buồn, ngồi đêm lá rơi tình ơi, bên hiên mùa đông lại về đây em nghe buồn hơn, con tim càng thêm đau thêm sầu. Mưa rơi ngoài sân mà em ngỡ mưa trong lòng em, tình ơi xa quá rồi. Thời gian đang dần trôi bao ngày qua em không màng, vì em chỉ yêu anh mà thôi. Thì từ đó tự nhiên đang công việc đang hot thì em lại phải đi qua Mỹ, rồi tự nhiên cái tiếng gọi của con tim phải ở lại đây. Tiếng gọi con tim đó quý vị. Tiểu thư đầu tay là quý vị có thể Google là tiểu thư album tiểu cái thư cái CD tin. Đó thì hiện tại có bán trên nước Mỹ này không em? Em nghĩ nước Mỹ thì không có. Thì tại làm sao mà em có thể là tại vì Google có online chị. Online. Nhưng mà bây giờ chẳng hạn nếu mà quý vị nào mà muốn mua cái CD đó để mà nghe hết 10 bài của em thì như thế nào? CD đó em có 12 bài, nhưng mà hình như là CD đó bên Mỹ không có bán, hồi đó em đem qua được xách tay được 500 một ngàn cái gì đó thì em cũng người ta mua hết rồi đi hát đó. Thì bây giờ thì thật ra là em cũng có cái em cũng có tái bản lại
Dạ, oh, có thể bán lại, ok. Dạ, ở Mưa Hồng cũng có chị. Ồ, vậy là nếu mà quý vị nào nhưng mà trong cái album đó thì nó có hai, một cái CD, cái DVD. Nhưng em chỉ cái tái bản cái DVD. Cái DVD thôi. Dạ. Thì cái DVD đó có một bài thôi hay là bao nhiêu bài? Và DVD là được 7 bài. 7 bài. Dạ. Wow, vậy cái đó là quý vị cũng có thể search trong YouTube cũng có. Còn không thì tới thẳng Mưa Hồng mua cũng có phải không em? Dạ. Rồi còn bây giờ em qua tới đây đã 8 năm rồi thì em có ra cái cuốn CD thứ hai không? Dạ, thật ra thì em qua đây được 8 năm. Nhưng mà cái thời điểm năm nay là em rất 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 là vui và hạnh phúc nhất. Tại vì lần đầu tiên em đã ra một cái đứa con tinh thần của em. Đứa con tinh thần của em là thứ hai mà cũng là đầu tiên. Thì coi như là cái coi như đĩa đầu tiên đúng rồi. Ở hải ngoại. Đó là một cái DVD, cái CD remix tiểu Để Ta Say, Hồ Xuân Đào. Đúng rồi, nói cái câu Để Ta Say, nói tới Hồ Xuân Đào thì người ta Để Ta Say. Cái bài này em ca khá nổi tiếng trong nightclub gần đây, phải không em? Tại vì chị cũng nghe rất nhiều người ta bạn chị cũng nói cái bài Để Ta Say, Để Ta Say, cái bây giờ chị mới thấy cái DVD của em là Hồ Xuân Đào Để Ta Say. Những cái bài hát của em hiện tại đang trong cái CD này là những bài hát, có những bài hát nào mà độc quyền hay là bài hát mới hay là những bài hát gì vậy em? Dạ, thật ra cái DVD này thì không có nhạc độc quyền của em. Ừ. Thật ra thì em bật mí là em ra một lúc ba cái DVD CD lẫn. Nhưng mà hai cái CD kia là nhạc mới hoàn toàn. Còn cái CD này là em muốn một cái remix thì có thể là thu và mọi thứ cái tiến độ thì nhanh hơn. Chính vì vậy cho nên em ra cái này trước và 2 tháng sau em sẽ ra hai cái nữa. Và trong đó là đặc biệt là có những ca khúc em tự sáng tác, cũng có một ca khúc Mình Chỉ Là U Mê, đó là ca khúc em sáng tác. Lần đầu tiên trong đời em sáng tác. Ca thử cho chị nghe một câu được không vậy? Ok, để em biết đi em. Và em muốn là trước mắt là quý vị khán giả để ủng hộ cái remix cam trước. Sau đó thì em sẽ ra hai cái album, và một cái album thì trong đó có 5 ca khúc là nhạc mới và 5 ca khúc nhạc hát lại. Vậy là cũng đủ rồi, tại vì ca nhạc mới nhiều quá thì có thể là khán giả chưa có quen lắm. Mà mình mix được cái này nữa cái kia thì có thể là dễ nghe hơn. Trong cái CD của em có mời một ca sĩ nào hát chung hay không? Dạ không, hai cái CD là một mình em hát. Dạ, có nghĩa là thể đầy đủ thể loại nhạc silo, techno, rồi cha cha đầy đủ hết, nhạc thập cẩm. Còn một cái này là em một cái remix mà em thấy là em rất là tâm đắc, bị bởi vì là tại vì nhạc thì mỗi anh chị biết ở Mỹ mà mỗi lần lái xe đi làm đâu cũng xa, trên buồn ngủ, thì em hy vọng là cái nhạc, cái đĩa này của em là sẽ làm cho mọi người tỉnh ngủ và lái xe an toàn hơn, tại vì nó sung lắm. Nói tới remix thì quý vị biết là những nhạc được đánh arrangement trở lại theo cái điệu nhạc nó mới mẻ hơn, và cũng như theo cái điệu nhạc nó sống động hơn, phải không em? Dạ, để 8 năm trời, ngày xưa thì bên Việt Nam em biết mà, cái thị trường bên Việt Nam và cũng như thị trường bên này nó khác một cái đó. Bên này á, giống như em cũng nói là lâu lâu mới có một lần. Dạ. Rồi em sản xuất như vậy đó thì cái vốn của em bỏ ra mỗi lần em lấy lại có được hay không? Dạ, thật ra thì em thấy thì lấy lại thì có lấy được á, nhưng mà không biết là bao lâu. Không, mà được cái là em cũng may mắn là em mới ra cái này mà em thấy chị người ta đã tái bản lần thứ hai rồi đó. Mới ra đã chưa có mặt, đã có một cái show để đem ra mắt CD của em, nhưng mà chưa tới ngày thì đã bây giờ đĩa của em đã tái bản lần thứ hai rồi. Wow, congratulations. Dạ, cũng may, không biết tại sao lại các tiểu bang họ thương em, sao cứ mỗi lần tới giống như tới mấy cái trung tâm thì không ai biết là Hồ Xuân Đào cái đĩa mới, thì tự nhiên không biết tại sao rồi em đi hát rồi em thấy em trên Facebook, rồi đi tới mấy cái tiệm để hỏi có đĩa mới của Hồ Xuân Đào remix Để Ta Say không, cái tự nhiên họ order từ cái trung tâm chính ở từ đây đó, cho nên từ đó em mới được CD của em được bán chạy. Và cái đó cũng là một cái an ủi cho cái đời đi ca của mình, tại vì bên này chị thấy càng ngày cái CD nó bán cắn càng khó. Không phải là vì em hát là ai hát là một người nào hát, là vì cái thị trường cái YouTube nó quá mạnh đi. Thành thử là chị thấy có rất là nhiều ca sĩ nghệ sĩ không còn bỏ tiền ra để mà phát hành DVD CD nữa, là vì tốn kém rất nhiều, mà lấy lại nó rất là khó. Ngoài ra cái CD này em cũng có làm những cái music video hoặc là DVD không? Dạ có, thật ra thì em vẫn quay những ca khúc mới
có, cụ có ở mấy trung tâm như Đỗ Thanh, rồi Minh Chánh, rồi okay. Em Thanh, rồi nói chung là bên đâu mời thì em tham gia cả. Okay. Thì cũng có mấy bài như bên Đỗ Thanh vừa rồi ra rất là đẹp của nhạc độc quyền của em. Wow. Thì cũng có nhiều lời khen lắm, và nhạc sĩ Hội An cũng cũng có gửi lời là cảm ơn em, là ca khúc em hát cho ảnh là được nhiều người khen. Thì thật ra thì có thể là những cái bài hát ảnh viết cho em hát có tâm trạng hơn. Và cái gì biết cái CD này thật ra là nhiều người, một phần trong đó là tại vì có những bài rất là nổi tiếng. Em remix lại những cái nhạc mới như là Để Ta Say của Nhật Tân, rồi Anh Em Sống Sao, rồi Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu, Nếu Như Ngày Đó. Wow, yeah, những bài rất nổi tiếng mà quý vị cũng đã nhiều bài cũng nghe tiếng, quen yeah. thuộc, nhưng mà theo cái sự coi như là chuyển lại những cái điệu nhạc mới nhất thì gọi là remix. Thì nếu quý vị nào mà đi làm xa, hoặc là quý vị nào muốn thay đổi không khí thì mua cái CD này nghe thì quý vị sẽ sảng khoái hơn. À, vui nhộn lắm. Vui nhộn hơn. Để chị vào quảng cáo, rồi sau phần quảng cáo chị sẽ nói về cái show của em sắp tới. Xin quý vị đừng rời làng máy. Xe Plus Outlet xếp từ 30-75% tất cả hàng hiệu từ bàn, ghế, tủ, đồ điện tử, đồ gia dụng, từ nhà bếp đến phòng ngủ, phòng ăn, nhà tắm. Chỉ có tại Xe Plus Outlet. Đúng vậy, tất cả mặt hàng sale từ 30-75%, hàng mới về mỗi tuần, tha hồ cho quý vị lựa chọn. Vừa tiết kiệm được nhiều tiền mà chọn được món quà ý nghĩa để tặng cho bạn bè người thân. Chỉ có tại Xe Plus Outlet, trên đường Harbour, góc đường Garden Grove, điện thoại 714-981-6555, 981-6555. Ca sĩ Ý Nhi trân trọng kính mời.